pieces. We have three little strings here, and the triangle is kind of represent stability. It's kind of like the tripod, you know, like this table. And then the triangle. And then the... Hello, em tên Hào Kiệt Phan. Năm này em camp chief của hội kết đoàn. Năm nào kết đoàn cũng có trại hè cho mấy người trẻ ra chơi. Mục đích của ba ngày này là ra chơi. Lứa tuổi là khoảng từ trên 18 tuổi, khoảng trên 18 tuổi lên có thể tới 30 tuổi, 35 tuổi thì cũng có. Năm này trại này có khoảng 6 team, một team khoảng 11 người hay là 12 người đó, thì tổng cộng thì 66, 67 người cộng thêm staff thêm là khoảng 26 người nữa, tổng cộng cũng gần 95 người, cũng gần 100. Hay là khoảng 65% là new camper, thấy người nào cũng cười vui và cái gì cũng tươi trẻ thì cái đó thiệt là vui. Cũng giống như em lần đầu tiên thấy, lần đầu tiên em vô cũng thấy cũng vui lắm. Tụi em là một nhóm trẻ ở vùng Hoa Thượng Lốn. Mục đích tụi em thành lập hội đó là giúp đỡ cộng đồng và bảo tồn văn hóa Việt Nam, đặc biệt là những người kém may mắn qua những công tác xã hội. Thường trong 3 ngày cũng có, trong ngày thứ 7 là có cooking contest, là mỗi đội là phải nấu món đồ ăn gì hấp dẫn nhau. Xong rồi có mấy judge vô ăn thử, xong rồi ném chấm điểm coi team nào tốt nhất. Tối thứ 7 này á, có thêm một cái lớn là cái skit là team nào cũng phải ra làm hoạt cảnh làm gì đó, phải play làm kịch gì ra vui, xong cái đó cũng chấm điểm, cái đó cũng vui lắm. Cái này là thằng mù cõng thằng què. Thằng mù là nó bị được thằng què thấy thôi. Thằng mù thì nó lấy đâu thấy bong bóng, thì thằng què nó chỉ thằng mù đi đâu để bóc lên bong bóng. Bong bóng nó có nước thì qua đội bên kia ném dục để cho người nào dính trước ướt trước thì thua. Năm trước là năm đầu tiên em tham dự trại kết toàn, cảm thấy rất là vui, cho nên á em cũng là một trong những người sáp của kết đoàn, nhưng mà năm nay thì ham vui quá cho nên muốn làm camper luôn. So now I tell you where you start positioning, moving, okay? The first thing on this side. Stand up. Okay. Kỳ trại kết đoàn năm thứ nhất là vào năm 2001. Lúc đó thì một cái khác biệt là lúc đó là hầu hết là toàn là sinh viên của những trường đại học. Còn năm nay thì hầu hết là trại sinh lứa tuổi cũng có một số trại sinh của đại học, nhưng mà ngoài ra có một số người cũng đã lớn tuổi nhưng mà họ vẫn tới sinh hoạt, thì đó là một cái sự khác biệt rất là rõ. Những cái tên của trại năm nay á thì nó rất là khác biệt với những năm tên trại của những năm về trước, tại vì những năm về trước là tụi em có một cái chủ đề, thì các bạn hầu hết là lấy về những anh hùng dân tộc hay lấy về những cái gì mà về Việt Nam, nhưng mà năm nay tụi em đặt cái chủ đề của trại là mùa hè kỷ niệm, bởi tụi em cho mỗi đội muốn đặt tên gì cũng được hết. Bởi vì những cái tên năm nay có những cái tên rất là vui, rất là mắc cười, như là bánh bò rồi cái bang rồi. Thì năm 2001 tụi em đã thành lập một cái quỹ để giúp trẻ em nghèo hiếu học ở bên Việt Nam. Thì sau cái buổi gây quỹ thì tụi em gây quỹ và hiện giờ đã bảo trợ được 6 em học sinh nghèo hiếu học ở tỉnh Quảng Trị. Và trong tháng 8 này tụi em năm nay gây quỹ thêm được có một số tiền, cho nên tụi em đã quyết định bảo trợ thêm 6 em ở tỉnh Ninh Thuận. Và trong năm nay tụi em cũng có năm đầu tiên tụi em thành lập giải kết đoàn scholarship, chọn một bạn học sinh trung học không những là học giỏi và chịu khó mà còn là hoạt động
trong cộng đồng. Việc Fest với Kế Toàn actually là hai hội rất là thân với nhau. Gần cuối tháng này sẽ là Việt Fest của Novao, thì em cũng giúp trong đó, là em sẽ là người tổ chức Mr. Việt Fest vào ngày thứ bảy, thì hy vọng là mọi người sẽ tới ủng hộ Việt Fest. Fest là một hội chợ người Việt Nam, thì mỗi năm có một lần rất là lớn. Ở đây thì năm trước tới 6.000 người tham dự, năm nay chúng tụi em thì hy vọng là có tới 15.000 người tham dự trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật ở Landmark Mall. The show will include the performances of three Vietnamese American generations working together. Buổi sinh hoạt văn nghệ ngoài trời đêm Việt Nam của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, phô trương nét đẹp văn hóa Việt Nam đến với số đông dân chúng hôm thứ Bảy ngày 1 tháng 8 tại công viên Ocean Hall Park trong vùng Annandale, quận Fairfax. Sân khấu trình diễn này nằm trong lịch trình giải trí văn nghệ của quận Fairfax đang diễn ra suốt mùa hè tại nhiều công viên trong quận, đặc biệt tại Ocean Hall Park trong vùng Annandale. Các nhóm người Mỹ thuộc hơn 10 sắc tộc trên thế giới lần lượt phô trương nét đẹp văn hóa của xứ mình qua âm nhạc và múa vũ mỗi chiều tối thứ Bảy. Buổi sinh hoạt văn nghệ ngoài trời khá hiếm hoi này thu hút mọi cư dân quanh vùng và quy tụ công sức từ các hội đoàn Việt Nam như Cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Hội Cựu Sinh viên Quốc gia Hành chánh Việt Nam, Hội Thân hữu Quảng Đà, Hội Sinh viên Việt Nam ở George Mason University. Quận Fairfax là một trong những quận mà có dân số rất là nhiều sắc tộc khác nhau, như là trong trường học chúng ta là có hơn 100 thứ tiếng và nghĩa là có hơn 100 sắc dân khác nhau. Do đó, quận Fairfax luôn luôn tìm những cách mà để cho những cái sắc dân thiểu số họp lại và cùng nghĩa là làm chung với lại cái người bản xứ để phát triển văn hóa cũng như văn nghệ, những cái truyền thống để cho người bản xứ được biết. Do đó chúng tôi nhận thấy là chúng ta đã ở đây rất là lâu, chúng ta có rất nhiều chương trình văn nghệ, nhưng mà tổ chức chương trình văn nghệ để cho tất cả mọi người, nhất là những người bản xứ cùng tới coi, thì đây là năm thứ nhì, và có lẽ đó là lý do chính mà các đoàn thể họp lại mà làm cái đêm Việt Nam ngày hôm nay. Sớm để dành chỗ, tại vì mình phải ủng hộ cộng đồng mình chứ. Có ông xã này, rồi con gái, với lại thằng con trai, rồi mấy đứa cháu ngoại nó ngồi tùm lum kia, với lại có đứa cháu ngoại nó học trò mới sinh, nó có dự múa trong đó nữa.
chủ đề ngày hôm nay, tức là văn nghệ, văn hóa Việt Nam qua ba thế hệ, tức là như là từng lớp chúng tôi, anh Tín vừa nghe những cái bài mà thuộc nhạc tiền chiến cũng như là nhạc trong thời kỳ chiến tranh, chúng tôi thấy sẽ có những màn múa của các em Giọt Mason và những màn trình diễn tân thời hơn. Đó là ba thế hệ. Cộng thêm một cái điểm rất là quan trọng, được sĩ Bích Dung có nói sơ qua, đó là chúng tôi có những cái bài hát chẳng hạn như Anh Là Ai, Việt Nam Tôi Đâu, là cũng để cho các em nhỏ ở Mỹ bày tỏ cái sự ủng hộ của các em đó với những cái giới trẻ đứng tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Cái trang phục áo như áo bà ba, áo dài, rồi áo người của người Tây, người trên núi, người trong Trung Nguyên. Có áo thứ thân nữa, nhưng mà tụi em không. Hai sinh viên năm thứ tư này cho biết, Hội Sinh viên Việt Nam ở Đại học George Mason hàng năm vào mùa xuân đều lập sân khấu trình diễn văn nghệ phô trương sắc thái Việt Nam. Và họ cũng đã góp phần cho đêm Việt Nam vào hè năm 2012 qua các tiết mục múa dân tộc và biểu diễn y phục truyền thống cũng như là thời trang mới. Đồng điệu với tiếng thơ ngâm, võ đường Vô Vi Nam biểu diễn võ thuật cổ truyền từ đất Bình Định tại sân khấu ngoài trời này kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ cho đến lúc chập tối. Tuy các võ sinh này đã từng tham gia nhiều cuộc múa quyền trên các sân khấu của cộng đồng Việt Nam, họ lấy làm thích thú khi biểu diễn ngoài trời. Like for the sparring, it hurts because we were on concrete. And that's all martial art is all about. Trong nhà. Mát không. Màu vàng nó sáng, nó cũng nói lên được cái chúng ta là người giống da vàng, và cái quần đen tức là nói đến chúng ta dân gốc là những người đời sống tổ tiên chúng ta sống nhiều về nông thôn, nông dân, cho nên cần cái quần đen để họ làm lúa và đồng ruộng. Chúng tôi muốn truyền bá cái văn hóa cổ truyền của Việt Nam đến quần chúng và đến cộng đồng Việt Nam. Vì một cái bộ môn nghệ thuật cổ truyền như vậy, càng ngày nếu về sau chúng ta không tiếp tục truyền bá và không cho người ta thấy đó, thì chúng ta sẽ lần lần mất. Hân hạnh cũng cùng đóng góp chung với tất cả những người thế hệ thứ hai và thứ ba trong một cái chương trình lợi ích cho chung cho cộng đồng. Sinh hoạt văn nghệ và văn hóa của cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thành Đốn ngày càng phong phú trong năm 2013. Nhưng rõ là âm vang và nét đẹp văn hóa Việt Nam đang bắt đầu trải rộng đến toàn thể đồng hương người Việt và mọi cư dân trong vùng, trong không gian thoáng mát tại buổi trình diễn văn hóa truyền thống đêm Việt Nam. Nguyễn Tự Tiến tường thuật từ Annandale, Virginia. Lớp hè tiếng Việt hàng năm do Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn ngày thứ Năm, mùng 1 tháng 8 năm 2013 kết thúc trong buổi lễ mãn khóa tại trường Robert Lee High School thuộc thành phố Springfield, Virginia. Truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn ghi nhận không khí thật là rộn rã từ hơn 300 em học sinh và người thân của họ trong ngày cuối khóa sau 6 tuần trau dồi tiếng Việt. Như chúng tôi đã từng tường thuật đến quý khán thính giả về sinh hoạt giáo dục trải dài lâu năm và tổ chức quy mô của lớp hè tiếng Việt Vietnamese Youth Educational Association, khóa hè năm thứ 37 này là một lần nữa biểu hiện được sự thành công và niềm tự hào của tập thể Hội Giáo dục Trẻ Em vùng Hoa Thịnh Đốn, VYEA. Tập thể VYEA ghi nhớ nguồn gốc thành lập trường tiếng Việt từ năm 1977 do công lao của giáo sư và nhà báo Chữ Bá Anh qua phần phát thưởng cho các học sinh ưu tú. Ngày đã làm cho tôi rất tự hào về các anh chị thiện nguyện viên. Tôi tin rằng với những cử chỉ đẹp, cao quý và hy sinh này thì chắc chắn tiếng Việt sẽ không bao giờ mất trên đất nước này. Xin cảm ơn sự hy sinh cao quý đó của tất cả các thiện nguyện viên của VYEA. Xin cô chia sẻ yêu thương này đến tất cả mọi người.
Được biết, khóa học hè năm nay có hơn 300 em học sinh theo học, đến lớp 3 ngày một tuần, mỗi ngày 2 giờ. Trong số đó có 30 em phụ giáo viên đã từng học qua tất cả 7 cấp lớp, nay đã trở lại giúp các thầy cô trong điều hành công việc lớp và kèm các em học sinh. Những mầm non của lớp thầy cô tương lai đang được vun trồng và bắt rễ trong số các teaching assistant, theo lời phát biểu của cô hiệu trưởng Nguyễn Văn Trình. Những chiếc đèn pha lê tiếp tục soi sáng đường chữ Việt cho các em học sinh, làm ấm áp cõi lòng của các anh chị em thiện nguyện của chúng tôi. Ngoài ra, tôi và các em học sinh được trưởng thành hơn và lớn lên nhiều trong tình thương yêu và chăm sóc chu đáo của các thiên thần của trường. Đó là các anh chị phụ huynh trong các ban đã được thành lập trong 10 năm qua: ban trật tự, giám thị, ẩm thực, văn nghệ, nghệ thuật, vũ kịch và sau đó là ban chấm luận. Nếu lời lẽ đậm tình yêu quê hương, nguồn gốc Việt Nam của bài Tình Ca từ các thầy cô thu hút khán giả tại buổi lễ mãn khóa, 7 tiết mục ca múa do toàn thể học sinh các cấp lớp thực hiện, nổi bật và đáng yêu hơn nữa. Các em nhỏ thuộc hai lớp cấp 1 và 2 trong khoảng tuổi từ 6 đến 11 phát âm chữ Việt rất tài tình trong các bài hợp ca như tập đếm, bắt kim thang, em đếm tuổi bằng gì, với nội dung thực dụng cho việc học ngôn ngữ căn bản như em đếm tuổi ba bằng số tóc bạc hay đếm tuổi mẹ bằng những nếp nhăn, thật là ý nhị và đáng yêu. Bài tường thuật của chúng tôi hè năm nay đặc biệt có sự đóng góp của cô Trương Thu Thảo, một cựu học sinh VYEA đã thu nhận những lời chia sẻ sau đây từ vài thầy cô và phụ huynh học sinh. Tại trường học nó rộng quá, và các em nó ra chơi thì nó chạy tùm lum hết, cho nên phải cần thêm một người để phụ giúp tất cả những ban trật tự. Thì có mấy anh chồng có lại anh bạn kia đã làm rồi, nhưng mà cần phải những người thêm, những người trẻ trẻ, tại vì ban trật tự phải cần nhiều, bởi vì cái safety của nó nhỏ, nó chạy nhau té coi chừng.
cho nó đi đâu, nên là phải có rất nhiều người lớn để coi để cho nó khỏi phải thất lạc. Đặc biệt trong buổi lễ mãn khóa năm nay là một hoạt cảnh khá công phu diễn dòng lịch sử Việt Nam qua các thời đại dựng nước và giữ nước. Theo như lời phát biểu của cô hiệu trưởng Nguyễn Văn Trinh, điều các em nỗ lực ca và múa diễn tả truyền thuyết Lạc Long Quân, việc đánh đuổi xâm lược của Hai Bà Trưng, của Ngô Quyền, của con người Việt Nam anh hùng suốt dòng lịch sử, mong sẽ là biểu hiện quý báu từ những trẻ em gốc Việt muốn biết đến tinh thần anh dũng của dân tộc Việt Nam. Truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn còn ghi nhận được bao công khó khác nữa từ các người tình nguyện, thầy cô giáo chăm lo cho mọi khía cạnh tổ chức tại buổi lễ mãn khóa này. Chúng tôi xin trích lời của cô Chủ tịch Hội Giáo dục Trẻ Em vùng Hoa Thịnh Đốn, cô Chữ Nhất Anh. Những anh chị volunteer này là những chiến sĩ vô danh trong chi hướng giúp trẻ em gốc Việt tìm đến tiếng mẹ đẻ và văn hóa Việt Nam. Và quá vậy, tập thể VYEA đã hy sinh thời giờ của mình để đến hôm nay sang tháng 8 mới thực sự bắt đầu mùa nghỉ hè của mình. Lê Bích Phượng tường thuật từ Springfield, Virginia, truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, xin kính chào.